vạn chướng trung trung, con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiền, ở đường lai vô lượng thế tôn, đời nay chư Phật độ sanh còn tình kinh lễ tâm mình nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài thì bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu hiểu ngự chúng sanh, nhân thiên cha lành ba cõi Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, tự quy giác tánh bất thành, Bồ đề tâm nguyện viên thành. Vào chúng chi con nguyện tinh thần thiện ly não phiền. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là trong 3 tháng hạ thì sư trụ trì của chùa Phật Bảo có tổ chức cho các Phật tử hành thiền. Không biết là hành thiền suốt cả 3 tháng hạ hay là chỉ là ngày thứ bảy thôi. Tuần ngày thứ bảy 3 tháng. Theo sư đó, thì sư có báo là mặc dù là sau 3 tháng ấy, thì cũng làm cái lễ mạng cái khóa thiền hay là tà pháp gì đó, nhưng mà là sau này thì sư cũng cố gắng là tiếp tục vào những cái duy trì vào những cái ngày thứ bảy thì các Phật tử đến hành thiền. Thì cái duy trì đó cũng hay. Vừa rồi là thầy có ra ngoài miền Bắc thuyết giảng trong 3 ngày, đi thì 5 ngày nhưng mà thuyết giảng là 3 ngày. Thì trong 4 cái buổi giảng, 3 ngày là giảng hết 4 buổi, cho nên về đây cái là cái cổ nó khàn cổ luôn. Thì ở đó có một cái ngôi chùa này thì không phải là ngôi chùa của việc Nam Tông, mà là một cái ngôi chùa Bắc Tông của một cái ở ngoài Bắc, người ta gọi là sư thầy, tức là một vị trụ trì của một cái ngôi chùa ni á, người ta gọi là sư thầy. Thì cái vị sư thầy này lại có cái mến bên Nam Tông, cho nên là cho các Phật tử Nam Tông ở miền Bắc
Thì hiện nay miền Bắc mình thì chưa có chùa Nguyên Thủy, chỉ có một ngôi chùa ở tại Sóc, trên đường đi lên Sóc Sơn ấy, thì có một cái ngôi chùa. Ở cái địa danh của cái ngôi chùa đó là Nổi Phật, cho nên mình nói là cái chùa Nổi Phật, nhưng mà thực ra là cái chùa tên tên chùa gì đó thầy cũng quên rồi. Mà cái vị trụ trì cái chùa đó là đệ tử của thầy, đúng ra là đệ tử của ngài Hòa Nhẫn, nhưng mà thọ giới sa di với ngài Hòa Nhẫn. Rồi sau ngài tịch đi đó thì thầy cho thọ giới tỳ kheo. Rồi sư lại là được dân chúng ở nơi cái chỗ Nổi Phật đó, đó. Thỉnh về làm trụ trì ở đó, và sư xây dựng được một cái tháp. Sắp tới đây thì sư làm cái lễ khánh thành cái tháp đó, làm cái tháp cũng cũng đẹp lắm, làm cho cái ngôi chùa hiện nay nó trở nên khang trang. Cho nên là trong cái dân địa phương người đó, người ta rất tín nhiệm, và người ta đi chùa cũng rất là đông. Nhưng mà bởi vì cái ngôi chùa này nó xa thành phố cũng khoảng độ ba chục, hơn 30 cây số gì đó, cho nên là có một cái chùa Bắc Tông ở ở tại quận Cầu Giấy. Thì cái chùa này là cho các Phật tử Nam Tông đến để hành thiền mỗi ngày Chủ Nhật, tức là đến thọ bát quan trai rồi hành thiền. Nói chung là Phật tử mình á, hiện nay là thiền thì có rất nhiều cái trường phái khác nhau. Trường phái niệm thân cũng có nhiều nhiều trường thiền, trường phái niệm thọ rồi niệm tâm. Thì cho nên á, các Phật tử thì là tùy người đi trường thiền này, người đi trường thiền kia. Do đó mà khi về họp lại với chung để hành thiền thì nói là ngồi có một cái chỗ để mà sinh hoạt, nhưng mà vẫn còn có một cái là không có một cái vị thầy nào nhất định để mà hướng dẫn. Do đó mà các Phật tử thì cứ mình ai học theo cái thiền nào thì cứ hành theo cái thiền đó. Mà vì vậy ấy, cho nên nó cũng có cái giới hạn trong cái việc mà hành thiền như vậy, nó cũng có cái giới hạn. Có lẽ hiện nay cái tình hình ở Việt Nam mình á, là nó như vậy. Thầy đó thì thầy có một cái đề nghị á, là sau này cái chùa nào á thì cứ chuyên một cái loại thiền. Thí dụ như bây giờ giả sử như ở đây thì hành thiền niệm thân, ví dụ như vậy. Thế thì ở cái trường thiền, cái chùa nào đó thì niệm thọ, cái chùa nào đó niệm tâm, niệm pháp gì đó, thì cái chùa nào chuyên môn một cái đi, để cho Phật tử người ta thích hợp với cái thiền nào á thì người ta đi theo cái thiền đó, như vậy nó dễ hơn. Còn khi đến chung một nơi á, thì là nếu như cái tinh thần mà phóng khoáng á, thì không sao, tức là ai hành cái thiền gì cũng được, mà miễn sao là hành tốt thì thôi. Nhưng mà có một cái là nhiều khi những cái người hành thiền ấy là có hay rơi vào cái cố chấp, tức là cứ cho rằng là cái phái thiền của mình á mới là đúng, phái thiền của mình á mới là hay hơn cái phái thiền khác. Cái phái thiền của mình á, thì dù nó có sai chút đến á, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình giải thích làm sao để cho nó thành đúng. Ngược lại cái trường thiền khác á, thì mình là tìm cách mà nói tìm ra được cái chỗ sai của người ta, đại khái như vậy. Thành ra cái đó nó không không nên. Thầy á, thì thầy có một cái chủ trương khác là không không quan trọng đến các cái trường phái thiền, mà là phải thông suốt cái pháp thiền là gì. Thí dụ như mình phải hiểu rõ thiền định là gì, hiểu rõ thiền tuệ là gì, thiền tuệ nó có bao nhiêu cái cách để mà thực hiện, và những trong những cái cách đó đó thì nói chung là mình vẫn nắm được cái cốt lõi. Nếu khi mình nắm được cái cốt lõi của thiền á, thì lúc đó mặc dù người khác
hành kiểu khác, mình hành kiểu khác, nhưng mà mình vẫn có thể là cảm thông với nhau. Và nếu như mà mặc dù hành khác nhau, nhưng mà cái thấy đó, cái thấy tức là cái mà cái chân lý, cái sự thật, cái sự chứng nghiệm, thể nghiệm đó mà giống nhau á, thì thực ra là khi nói chuyện với nhau, khi trao đổi với nhau thì vẫn là giống nhau chứ không có gì khác nhau. Nhưng mà một khi mà mình thấy khác nhau á, tức là mình đã đứng trên cái phương diện cái hình thức hay là cái phương pháp của cái phái thiền đó, chứ chưa phải là mình nắm vững cái nguyên lý hay là cái cốt lõi của cái thiền đó. Nên thiền á thì nó có ba cái phần mà mình cần phải để ý. Thực ra là mình nói thiền chứ còn theo thầy đó thì cái chữ Phavana đó nó không có hẳn là từ là chữ thiền. Phavana đó, Phavana thì nó cũng phải là jhana, tức là thiền, mà cũng không phải là vipassana, mà Phavana đó thì nó có bao gồm cả giới định tuệ, tức là trong đó nó phải cả giới, cả định, cả tuệ, chứ nó không phải là tách rời ra cái giới riêng, cái định riêng, cái tuệ riêng. Thường thường á là người ta sai lầm khi người ta tách cái giới riêng, rồi định riêng, rồi tuệ riêng. Nhưng mà khi tách ra như vậy á thì không có ai mà có thể làm cho nó tròn được cái giới, giới cho trong sạch rồi mới đến định, định cho thật là hoàn hảo rồi khi đó mới đến tuệ. Thì có thể nói là không ai làm được chuyện đó. Bây giờ mình là một cái người muốn tu tập giới định tuệ, mà mình đòi hỏi là mình phải hoàn toàn cái thông suốt cái giới định tuệ, là thông suốt giới rồi mới là đến định, rồi định hoàn hảo rồi mới đến tuệ đó, thì chuyện đó rất là khó. Mà trong khi Đức Phật á, thì Ngài đã nói rằng là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Nếu mà mình không biết là lúc nào mình chết, thế thì làm sao mà mình nói là phải giới cho nó hoàn hảo rồi khi đó mới tới định, rồi nói là định cho hoàn hảo rồi mới tới tuệ. Thì biết bao giờ mà mình có thể là hoàn hảo được ở trong cái mà chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đấy. Ngay cả khi mình nói tuệ quán thì cũng không có nghĩa là chỉ tu tuệ, mà nói tuệ quán là đã bao hàm cái giới định tuệ ở trong rồi. Thành ra giới định tuệ là cái mà luôn luôn là nó bổ túc lẫn nhau. Cho nên á, ở trong mấy cái khóa giảng mà thầy giảng ở trên chùa Vũ Lống á, thầy có nhấn mạnh cái điểm này. Nhiều người cứ nói là giới sinh định, định sinh tuệ, theo cái nghĩa là giới cho đầy đủ rồi đến mới là tu thiền định được, rồi định cho hoàn hảo rồi khi đó tu mới tu thiền tuệ được. Nếu như vậy á là thầy nghĩ là không ai mà tự cho mình là có thể là giới hoàn hảo được cả. Không ai mà tự cho mình là đã thông suốt được hoàn toàn các cái loại định cả. Và Đức Phật á, Ngài lại trong một cái kinh ở trong Trường Bộ Kinh, thì Đức Phật Ngài có nói một cái câu như thế này là giới hành đưa đến trí tuệ viên mãn, và trí tuệ đưa đến giới hành viên mãn. Và cuối cùng ngài kết luận trong cái câu nói đó thì ngài kết luận rằng là giới hành và trí tuệ là hai pháp tối thắng trên đời. Thế thì trong cái câu nói này
không hề Đức Phật ngài không hề nhắc tới định, mà ngài chỉ nói có hai pháp và rõ ràng là trong cái sự tu tập đó, thì có những cái vị, ví dụ mình ai có học ví dụ pháp thì sẽ thấy có tám cái tâm bậc thánh. Tám cái bậc tâm bậc thánh đó đó, là tại khi mà kệ tám tâm bậc thánh đó, tức là không có kệ tới thiền định, nghĩa là có tám bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà không cần tới thiền định, cho nên không có kệ vô. Và có 40 tâm Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nhân với 5 cái thiền định, thành ra 40 cái tâm là có thiền định. Tức là có, nói như thế này cho dễ hiểu, có vị Tu Đà Hoàng không cần có định, có vị Tu Đà Hoàng cần có định, có định, có vị Tứ Đà Hàm có định, có vị Tứ Đà Hàm không có định, đại khái như vậy cho đến A La Hán. Và định thứ nhất, rồi nếu mình định kể thêm định thứ hai, rồi kể thêm định thứ ba, cho nên tổng cộng là nó có 40 cái tâm thánh tâm mà có định. Nhưng mà khi kệ không có định á, thì Đức Phật ngài là kệ 8 tâm thánh mà không có định. Như vậy á, thì cái điều này mình phải hiểu là không phải là giới sinh định, định sinh tuệ theo cái nghĩa mà mình hiểu, mà giới sinh định, giới định sinh tuệ theo một nghĩa hoàn toàn khác, mà thường thường là mình không để ý tới. Thường thường là mình chỉ nghe dạng là nói hệ mà giới trong sạch thì nó có định, mà định trong sạch thì có tuệ, là mình nghe dạng theo cái lối đó. Nhưng mà khi mình đi sâu vào pháp á, thì mình sẽ thấy là cái này nó không phải là như vậy. Mà cái chữ sinh này đó là hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau chứ không phải là sinh ra. Khi nào sinh á, thì ví dụ như thế này, nói như thế này thì được. Cái hạt ổi á, cái hạt ổi á thì nó sinh ra cái ổi, cái ổi nó sinh ra trái ổi, thì mình nói sinh là như kiểu đó, là mình cũng cho là sinh được, bởi vì cái này nó có là từ cái nhân này nó sinh ra cái kia, thì cái nó là được. Nhưng mà mình không thể nói rằng là phân với nước á, là sinh ra cái ổi thì không được, phải không? Phân với nước á, mà nói sinh ra cái ổi là không thể nào được, bởi vì nếu như vậy á, thì mình bỏ phân bỏ nước ra thì mình là tự nhiên nó lên cái ổi, cho mình đâu cần gì phải có cái hạt ổi, phải không? Cho nên ổi mới là cái nhân mà nó sinh ra cái ổi, cũng như có định mới là cái nhân sinh ra định, mà giới là cái nhân sinh ra giới, tuệ là cái nhân sinh ra tuệ. Chẳng thể nào mà giới mà sinh định, định sinh tuệ được. Nhưng mà hỗ trợ với nhau á, sinh ở đây có nghĩa là sinh khắc. Thật ra giới cũng khắc định, định cũng khắc tuệ. Quý vị ai có khi nào nghĩ đến là giới khắc định, định khắc tuệ không? Quý vị để ý như thế này, cái người nào mà nó quá chấp giới, cái người nào mà nó quá nặng nề về giới đó, thì không thể nào thiền định được. Tại sao? Mình ngồi mà mới làm gì sai một chút xíu, cái mình đã ân hận rồi. Cha mình cái này mình cứ, cái tâm của mình nó cứ ân hận. Mà cái tâm mà trào hối là sao? Tức là trào cự và hối quá. Tức là hễ mà mình làm cái gì mà mình cứ thấy tội, cái gì cũng thấy tội hết trơn á, thì không thể nào mà thiền định được. Bởi vì thiền định á, thì nó phải không có cái tâm hối quá, phải không? Uttaccha là trào cự, còn cuccaccha tức là hối quá. Hối quá tức là mình sợ tội một cái gì đó. Thế thì cái người mà bây giờ mà cứ một quá nặng về giới đó, mà hệ đại đã nói tới giới đó, thì cái giới là, để chút nữa thầy sẽ nói có bao nhiêu loại giới. Nhưng mà khi mà mình đã giữ những cái giới mà chế định, thì không bao giờ mà có thể trong sạch được cả. Bởi vì cái chế định á, là nó là chỉ đưa ra để tạm thôi, cho nên không
nó chỉ được tạm thời chứ không phải là nó cái mà hoàn toàn trong sạch được. À, cho nên á, để lát nữa thầy sẽ nói là cái giới gì mới là hoàn toàn trong sạch, à, cái loại giới gì mới hoàn toàn trong sạch, còn loại giới gì thì không thể hoàn toàn trong sạch. À, thế thì cái giới có thể là cản trở cho định, và định á, có thể cản trở cho tuệ. Ví dụ như một cái người mà định mà nó mạnh quá đó, thì khó mà hành thiền tuệ được. Người nào có hành thiền tuệ thì sẽ thấy ra điều này. À, bởi vì thiền tuệ là sao? Thiền tuệ là tâm của mình phải hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng. Tức là mình phải phản ánh mọi sự, mọi vật một cách hoàn toàn trung thực. Thế giờ cái tâm nó định rồi, làm sao mà phản ánh trung thực được? Thí dụ như bây giờ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ giả sử như một vị nào cứ thử coi, cứ ngồi chăm chú vào hơi thở đi, hoàn toàn chăm chú vào hơi thở thì sẽ không còn nghe thầy nói gì nữa, phải không? Cái mà thầy đang nói đó, đó là pháp, đó là cái âm thanh đi qua lỗ tai đó. Mà thiền tuệ đó là phải cái trí tuệ nó phải sáng, phải rất rõ để thấy cái âm thanh qua lỗ tai rồi nó phát sinh lên cái tâm gì, cảm thọ gì, như thế nào, thì đều thấy rõ hết cả cái sự sinh diệt đó. Bây giờ tâm mình nó bận định rồi, làm sao mà nó thấy được, phải không? Cho nên khi mình định nhiều quá thì không thể nào hành thiền tuệ được. Như vậy là thiền định cạn thiền tuệ, chứ không phải là không ai nói là thiền định mà sinh thiền tuệ. Như vậy thiền định sinh tuệ, thật ra chữ sinh ở đây có nghĩa là hỗ trợ. À, hỗ trợ thì đúng. Thầy có một cái ví dụ rất là rõ ràng. Cái giới ấy, quý vị nghe cái ví dụ này cho rõ nghe. Ví dụ như bây giờ cái máy quay phim này, máy chụp hình của sư đây này, thì ba cái chân á, cái giá đó, nó là giới. Cái giá để mà đặt cái máy đó thì cái giá đó là giới. Còn đặt để cho nó đứng yên á là định, phải không? Mà quay phim mà thấy hết, người nào đồng tình gì cũng thấy hết á là tuệ. Cái vì đó. Thế bây giờ thế này, nếu không có cái giá đó thì nó sẽ không đứng yên được, phải không? Cho nên cái giá đó là nó hỗ trợ cho sự đứng yên. Nhưng mà cái giá nó không thể sinh ra cái đứng yên. Cái đứng yên là một trường khác, mà cái giá là một trường khác, phải không? Quý vị có thấy rõ điều đó không? Không phải sinh ra theo việc đó, nhưng mà nó là hỗ trợ cho cái sự đứng yên đó. Tức là nếu nó có ba cái giá, có cái giá thì nó sẽ là đứng yên. Mà hệ nó đứng yên thì khi đó quay hình mới tốt. À, còn bây giờ nếu không có cái giá thì để cái chỗ nào mà nói chung là để cái chỗ không vững á, thì không thể nào mà nó đứng yên được. Mà nếu nó không đứng yên được á thì không thể nào mà quay phim tốt được. À, cho nên á, cái giới sinh định, định sinh tuệ ở đây á, có nghĩa là ba cái yếu tố này nó hỗ trợ lẫn nhau. À, nhưng mà có một điều, không thể nói rằng là giới trong sạch rồi á mới đến định, định trong sạch rồi mới đến tuệ theo cái nghĩa mà mình thường hiểu, mà là phải hiểu rằng là ba yếu tố này nó phải có cùng một lúc. Bây giờ trong ba yếu tố này nó phải có cùng một lúc, cất cái một yếu tố nào là cũng không được. À, cất cái một yếu tố nào thì cũng vẫn không thể nào mà quay cái phim cho tốt được. Như vậy á, giới định tuệ là ba yếu tố không thể tách rời. À, và đó chính là cái đạo đế triển khai ra thì nó thành ra là bát chánh đạo, triển khai ra nữa thành ra 37 đạo phẩm. Nhưng mà và nếu mình cứ đọc hết tam tạng thì mình thấy là rất nhiều pháp môn, nhưng mà tất cả những cái đó đều quy lại chỉ có ba điều, đó là giới định tuệ. Ngược lại, tất cả bất thiện pháp mà làm cho mình là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì quy lại chỉ có ba điều, đó là tham sân si. Vậy thì tham sân si người ta gọi là tam độc, mà giới định tuệ người ta gọi là tam học. Nếu mà mình
Nếu mà mình biết tu tập theo giới định tuệ, tức là theo cái tam học, tam vô lậu học đó, thì sẽ không còn tham sân si. Mà Đức Phật Ngài nói rất rõ ràng, Niết Bàn á, là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Nhưng mà nói cho dễ hiểu nữa đó, thì thực ra đó, mình nói thường thường á, thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải diệt cho hết cái khổ đi, rồi mình phải có giới định tuệ cho thật là đầy đủ, thì khi đó mình mới là có Niết Bàn. Thì cái câu này á, nó có thể hiểu đúng và cũng có thể hiểu sai. Hiểu đúng là thế này, hiểu đúng tức là thực ra Niết Bàn á là nó có sẵn rồi, chẳng phải Niết Bàn là mình do giới định tuệ mà nó tạo ra, không phải do giới định tuệ mà tạo ra Niết Bàn. Tức là Niết Bàn không phải là cái kết quả của giới định tuệ, mà cái kết quả của giới định tuệ đó là chấm dứt tham sân si, phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, chứ không phải là để mà tạo ra Niết Bàn. Nhưng mà khi mà mình chấm dứt cái bản ngã tham sân si rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy Niết Bàn, phải không? Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ nằm ngủ mê thì mình nằm trong cái giấc mơ đó, mình mới thấy là ai tới ăn cướp gì của mình đó, cho nên mình mới nổi tức lên, mình đánh nhau với họ. Tức là nói chung là lúc đó là tham sân si, phải không? Thế thì bây giờ, nếu bây giờ cái người đó tu tập, và trong cái giấc mơ đó cái người đó thấy rằng mình tu tập rồi, mình đổi lại không còn tham sân si nữa, nhưng mà quý vị sẽ thấy này, cho dù ở trong mơ mà cái người đó tu tập không tham sân si nữa đó, thì người đó vẫn là ở trong mơ, phải không? Cái người đó vẫn ở trong giấc mơ. Cho nên á, tại sao Đức Phật nói là phải đoạn tầng lắm, chứ không phải là đoạn tầng tức là không còn. Thế thì không còn là thế này, thật ra đó, cái đoạn tầng tham sân si có nghĩa là đoạn tầng hoàn toàn cái bản ngã. Nghĩa là cái bản ngã đó nó là một cái giấc mơ, cho nên thầy gọi là bản ngã là cái ta ảo tưởng, tức là nó là giấc mơ cho nó không có thực. Thế thì á, khi mà mình tỉnh dậy á, khi mình tỉnh dậy thì cái giấc mơ đó hoàn toàn không còn nữa, cái giấc mơ đó đã hoàn toàn chấm dứt. Chứ còn bây giờ trong giấc mơ mà mình nói là mình cố tu tập để sao để cho nó đừng có tham sân si nữa, thì nó vẫn là giấc mơ. Tất nhiên là nó không đoàn tầng gốc. Mất đoàn tầng gốc á, là khi nào người đó tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi á, thì thấy mình đâu có mơ đó. Không mơ tức là tỉnh. Không mơ tức là không sinh tử. Không sinh tử tức là Niết Bàn. Như vậy á, Niết Bàn không phải là do mình tu tập mà tạo ra, mà là do mình chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã tham sân si, cho nên không còn là thấy sai nữa, thì lúc đó mới là thấy ra là Niết Bàn đã có sẵn, chứ không phải là Niết Bàn là không có sẵn. Thì cái điều này á, là ở trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, là ngài ông vua Milinda đó, ông hỏi thì ngài Nagasena đó, là ngài có trả lời cái điều đó. Khi mà ông vua Milinda hỏi rằng là đại khái có hỏi là có phải là bát chánh đạo giới định tuệ là tạo ra Niết Bàn hay không, đại khái câu hỏi như vậy, thì ngài Nagasena ngài nói không phải. Thì nhà vua nói rằng là Đức Phật ngài dạy giới định tuệ bát chánh đạo là để mà đạt đến Niết Bàn, mà sao ngài nói là không phải. Thì ngài mới lấy một cái ví dụ, ngài nói bây giờ giả sử như cái núi
thầy quên 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 cái nguyên văn, nhưng mà cái đại ý thì thầy nhớ. Tức là ví dụ như bây giờ mình nghe nói có cái núi Vũng Tàu đi, thế giờ mình đi thuyền hay đi xe hay đi máy bay hay đi kiểu gì đó không biết, để mình đi tới Vũng Tàu. Thế thì cái Vũng Tàu á là nó sinh ra do mình đi xe mà có, do xe mà nó ra Vũng Tàu, do tàu lửa hay là do máy bay mà nó có Vũng Tàu, hay là Vũng Tàu nó có sẵn mà mình dùng cái phương tiện này để mình thấy ra. Như vậy Vũng Tàu là cái có sẵn, khi mình không còn tham sân si nữa bằng cái phương tiện là giới định tuệ, thì lúc đó đó là mình sẽ thấy Niết Bàn. Còn bây giờ mình bị tham sân si nó che rồi á, thì Niết Bàn trước mặt mình đâu có thấy, phải không? Hay là mình đang ở trong giấc mơ rồi á, thì cho dù có mơ tốt mơ xấu gì đó thì cũng vẫn là mơ, chứ làm sao mà tỉnh dậy được. Nhưng mà khi tỉnh dậy rồi á thì tất cả giấc mơ đều không còn. Thế thì thầy nhắc lại là cái giới định tuệ á, mục đích của giới định tuệ là để mà loại bỏ được cái bản ngã tham sân si. Khi cái bản ngã tham sân si mà không còn nữa đó, thì tự nhiên Niết Bàn hiển hiện. Thế bây giờ có ba cái loại giới định tuệ. Thường thường từ trước đến nay chúng ta thường nghe không ai nói tới ba loại giới định tuệ, nhưng mà thầy lại thấy ra rất rõ là có ba loại giới định tuệ. Một cái loại giới định tuệ mà giống như một vị, ví dụ như bây giờ mình nói cho dễ hiểu, một vị a la hán đi, nói về cho dễ, để lấy ví dụ cho dễ hiểu đó, giả sử như một vị a la hán đi, thì bây giờ vì đó không cần là giới định tuệ gì cả, vì đó sống thì vẫn là đúng hết, phải không? Phải vậy không? Một vị a la hán thì bây giờ thân khẩu ý của vị đó làm gì cũng đúng hết trơn á, cho dù vị đó không có giới định tuệ gì hết á, mà bây giờ giới định tuệ để làm gì nữa, phải không? Với cái vị này bây giờ giác ngộ giải thoát rồi thì giới định tuệ để làm gì nữa? Cho nên dù cho không có giới định tuệ thì vị này vẫn là sống, hành động, nói năng, suy nghĩ gì đều đúng hết, không có gì sai hết. Không có làm cái gì mà nó sinh ra cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau cả, phải không? Thế thì cái giới định tuệ đó nó ở đâu mà có? Có phải là do trước đây các vị này tu giới định tuệ thật tốt, cho nên bây giờ nó mới ra được cái đó? Thực ra không phải. Bởi vì á, như hồi nãy thầy nói đó, Niết Bàn là nó đã có sẵn rồi, phải không? Niết Bàn là có sẵn rồi. Pháp á, là cái mà Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Nghĩa là cái chân lý á, cái sự thật á, hay là cái Niết Bàn á, cái chân đế á, là cái nó đã có sẵn. Cho dù có Đức Phật hay là không có Đức Phật thì cũng vậy. Mà Đức Phật ra đời á, thì do ngài giác ngộ cái pháp đó mà ngài thành Phật, mà ngài giải thoát, chứ không phải là ngài tu rồi tốt rồi ngài mới đặt ra cái này để cho người khác theo, mà cái đó là nó có sẵn trong pháp. Cho nên á, một vị Phật đã hoàn toàn nhập Niết Bàn, bây giờ không còn giáo pháp gì nữa cả, một vị Phật khác vẫn có thể ra đời, vẫn giác ngộ được như thường. Là do từ đâu mà giác ngộ ra? Không có một cái giáo lý của vị Phật trước, ở đâu mà giác ngộ ra? Là giác ngộ ngay nơi pháp đã sẵn có. Cái mà gọi là pháp đã sẵn có đó, thì quý vị nhớ một điều thế này này, cái pháp mà đã sẵn có đó thì nó đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Quý vị nhớ dùng cái điều đó nè, pháp mà nó sẵn có đó thì nó đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Chỉ có cái bản ngã của con người khởi lên tham sân si mới là làm cho mình trở nên phiền não khổ đau luân hồi sinh tử mà thôi. Quý vị nhớ cái điều đó cho kỹ này. Bây giờ này, ví dụ như thế này đi, bây giờ chúng ta ngồi trong cái đạo tràng này, giả sử như mọi người
hoàn toàn không còn bạc ngã, không còn tham sân si gì cả, ngồi yên hết đi, thì có đau khổ không? Không có. Thế thì bây giờ cái người A này thì nghĩ đến rằng là không biết ở nhà mình còn gạo hay không, tự nhiên đâm ra khổ vì cái chuyện là không biết có gạo hay không. Người kia thì là nghĩ đến, nghĩa là người nào nghĩ đến cái chuyện gì, còn thiếu cái gì, còn muốn được cái gì, thì người đó là tự tạo ra cái khổ cho mình. Cái đó là cái bạn ngã, phải vậy không? Như vậy á, thì tại vì có cái bạn ngã khởi lên mà nó ra đau khổ thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta lặng lẽ hoàn toàn đi thì không hề có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng bây giờ thầy hỏi một cái này, nếu bây giờ chúng ta hoàn toàn lặng lẽ đi thì chúng ta có sống được không? Có sống được không? Hả? Vẫn sống được. Bây giờ quý vị vẫn ngồi hoàn toàn lặng lẽ đi thì thầy nói quý vị vẫn nghe. Bây giờ thầy đưa cái tay lên có ai không thấy không? Vẫn thấy, phải không? Ở trước mắt các vị có cái ngọn đèn lung linh như thế này, quý vị có thấy không? Thấy. Cho dù bây giờ không còn một cái bạn ngại gì cả, cho dù không còn một chút tham sân si gì cả, thì cái đèn vẫn thấy, cái đèn nó vẫn lung linh. Thầy đưa tay lên vẫn thấy, thầy nói vẫn nghe, phải không? Và bây giờ thầy hỏi thêm này, trong khi thầy nói, hay là trong khi thầy đưa cái tay lên, hay là trong khi cái đèn đang lung linh, nếu tâm của các vị bị một cái gì đó chi phối, một cái gì đó làm cho vị đang nghĩ đến một cái lòng tham gì đó, hoặc là một cái điều gì đó làm cho quý vị sân, thì quý vị có còn thấy một cách trung thực nữa không? Không. Do đâu? Do cái tánh biết của mình bị che lấp. Còn nếu khi mình hoàn toàn vắng lặng á, thì tánh biết là lúc đó là sáng nhất để mà thấy. Tức là nó sẽ thấy cái đèn lung linh, thầy thấy cái tay đưa lên, thấy cái giọng thầy nói là hoàn toàn trung thực, phải không? Nhưng mà ở đây quý vị mà có phản ứng ra cái gì đó thì nó sẽ làm giới hạn cái mà thấy biết đó đi. Cho nên đó quý vị thấy này, thấy biết vốn là hoàn toàn hoàn chỉnh. Quý vị nhớ giùm, thấy biết của mình đó, vốn là hoàn toàn hoàn chỉnh, tại mình khởi lên cái bạn ngã tham sân si mà che lấp nó đi thôi. Có đúng vậy không? Đó. Cái bạn ngã không những che lấp mà còn tạo ra vô số những cái điều phiền não khổ đau cho mình, không phải không riêng cho mình mà cho người khác nữa. Khi mình đã hiểu sai, đã thấy sai rồi đó, thì không những mình đau khổ mà người khác đau khổ. Vậy thì á, nếu mà mình lặng lẽ cái bạn ngã đi, không còn cái bạn ngã nữa, cho dù đây là thầy chỉ đang giảng và thầy chỉ đang nói cái giả thuyết vậy thôi, à, nhưng mà quý vị thấy rõ ra cũng có lúc mình buông cái bạn ngã ra được, phải không? Đây này, chính cái lúc mà quý vị đang ngồi nghe đây, hay là cái lúc mà thầy đưa cái tay lên mà quý vị thấy, nếu đừng có phản ứng gì cả thì chính cái lúc đó là cái tánh biết đang thấy mà không có bạn ngã, đúng không? Chứ không phải lúc nào mình cũng có bạn ngã đâu. Bạn ngã là nó chỉ khi nào khởi lên cái ảo tượng bạn ngã mới có thôi. Cho nên thầy có một cái ví dụ rất là buồn cười, à, ví dụ ra ai cũng cười cả. Bây giờ có một cái người nào đó khùng khùng gì đó, họ ở ngoài cái tự nhiên họ nhảy vô đây cái họ chửi lung tung hết, ví dụ như vậy đi. Nhưng mà nếu tất cả chúng ta đều, mọi người đều bình lặng hết, không ai có bạn ngã khởi lên gì hết, thì họ chửi to chửi nhỏ gì đó thì tôi chửi, họ làm gì đó thì làm, chẳng có ai có phiền não khổ đau gì cả, phải không? Đúng không? Nhưng mà giả sử như thế này, nếu giả sử thầy nói mình đang thuyết pháp, con vô chửi nó phá đám mình, tức là bạn ngã của thầy khởi lên đó. Bạn ngã thầy khởi lên đó, bắt đầu thấy nó chửi là mình thấy mệt rồi, phải không? Còn nếu như cái bạn ngã đó mà nó vô nó chửi rồi mà mình tưởng là nó chửi người khác chứ không phải chửi mình, thì mình không thấy sao cả. Nhưng mà nó không chửi mình mà mình nó tưởng tượng là chắc nó vô nó chửi mình thì mình khổ. Như vậy chứng tỏ khi cái bạn ngã của mình khởi lên mới có khổ. Còn nếu không bạn ngã khởi lên
thì mình vẫn nghe cái tiếng chửi như thường mà không có khổ gì cả, đúng không? Như vậy thì thế này, giới định tuệ đó, giới định tuệ á là để diệt tham sân si, phải không? Vậy thì bây giờ này, mình đang ngồi đây mà mình hoàn toàn lặng lẽ, không có phản ứng một cái gì cả, không có cái bạn ngạ phản ứng gì cả, cho dù họ chửi, họ khen, họ làm gì đó, mình vẫn bình thản như thường, không có gì cả, phải không? Thì như vậy là trong cái tánh thấy mà không có bạn ngạ của mình đó, nó vẫn có một cái gọi là từ tánh giới định tuệ, phải không? Quý vị nghe cho kỹ. Trong bây giờ mình lặng lẽ không còn bạn ngạ gì cả thì vẫn là thấy rõ ràng, phải không? Thấy biết rõ ràng tức là tuệ, và tâm mình nó nói kiểu gì tâm mình cũng vẫn ổn định tức là định, phải không? Và mình không có chửi lại, không có đánh lại tức là giới, phải không? Giới là gì? Giới là hành động nói năng. Mà bây giờ mình không nói lại gì cả, mình cũng không có chửi lại gì, đánh lại không chửi lại gì cả, thì như vậy là giới. Và tâm mình ổn định, nó chửi cách gì tâm mình cũng ổn định, như vậy là định. Và mình sáng suốt, cái tâm mình hoàn toàn sáng suốt tức là tuệ. Mình biết rõ nó chửi như thế nào, đó là tuệ. Vậy thì trong tánh biết của mình vẫn có giới định tuệ, mà giới định tuệ này đó là giới định tuệ của từ tánh. À, quý vị nghe cái rõ không? Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì giới định tuệ là giúp cho mình thấy được sự thật và đắc đạo quả. Nhưng mà khi đắc đạo quả là vô ngã, phải không? Chứ nếu mà đạo quả mà do mình đắc thì nó đã bạn ngã rồi, còn đâu nữa mà đắc đạo quả nữa. Mà đã có bạn ngã thì không bao giờ đắc đạo quả. Thế thì làm sao mà có cái bạn ngã đắc đạo quả được? Như vậy ai đắc đạo quả? Chỉ có cái tánh biết là không bị tham sân si chi phối, cho nên chính cái tánh biết đó đắc đạo quả, cho còn không có cái bạn ngã nào đắc đạo quả cả. Quý vị thấy không? Đó là bây giờ thứ hai thầy lấy một cái ví dụ thử coi có ai lên cầm lấy cái bình hoa này xịt vô một tí dùng thầy. Rồi được rồi, rồi cảm ơn, trở lại qua bên kia xịt vô thêm chút để cho nó đều bên này. để ở giữa chính cái bàn giữa đấy, chính giữa của cái bàn đó, bên này cũng vậy, điều chỉnh lại cho nó chính giữa cái bàn này. Rồi cảm ơn, trở về cho cụ. Bây giờ thầy hỏi mọi người, xin lỗi chị tên gì? À, chị Mai. Bây giờ vừa hỏi chị Mai và vừa hỏi tất cả mọi người, làm sao mà chị Mai làm được cái điều này? Làm sao mà chị Mai làm được điều này? Và chị muốn thực hiện được điều này đó thì có bao nhiêu yếu tố trong cái việc làm của chị? Chị hoàn toàn là chị làm thôi, phải không? Chứ chị không biết là mình làm bao nhiêu yếu tố, phải không? Nhưng bây giờ thầy hỏi chị coi thử là có những yếu tố này không. Thứ nhất là làm sao mà chị biết thầy nói chị lên là chuyện cái bình hoa? Do cái gì? Do nghe tức là qua nghe mà cái tánh biết của mình biết được, phải không? Do qua nghe mà biết được, và cũng có qua mắt, qua gì nữa, tức là đại khái khi cần cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Đó là một. Điều thứ hai, làm sao mà chị lại là nói lấy cái hoa mà chị không lấy cái đèn? Hả? Không phải, tại vì khi nghe rồi, thu nhận cái thông tin đó rồi thì là quan sát, phải không? Quan sát là cái chỗ nào là cái hoa, chỗ nào là cái đèn chứ, phải không? Quan sát, phải không? Đó là có một yếu tố rồi. Thứ hai, nếu mà
cho dù chị quan sát đây rồi, nhưng mà cái tâm chị lại cứ để ở đâu á, thì có lên cầm cái bình này được không? Không được. Như vậy có một cái yếu tố thứ hai, đó là chú tâm, có chú tâm vào cái việc này. Yếu tố thứ ba là cẩn thận. Nếu thầy nói là xích vô thì chị xích vô, chị nói thầy nói là để ở chính giữa thì chị là xích ra chính giữa. Như vậy việc làm này nó là có một sự cẩn thận, phải không? Ba cái yếu tố này đó, nó đi chung với nhau, tức là quan sát, chú tâm và cẩn thận, là ba yếu tố nó luôn đi chung với nhau. Bây giờ quý vị nói thế này, một người lái xe ngoài đường có cẩn thận trong chú tâm quan sát không? Chắc chắn. Một người, một bác sĩ bắt mạch khám bệnh cho người ta có phải thận trọng chú tâm quan sát không? Có. Bây giờ quý vị nấu ăn có thận trọng chú tâm quan sát không? Bây giờ quý vị lau nhà cho sạch có cần thận trọng chú tâm quan sát không? Bất kỳ cái việc gì mà mình làm không thể thiếu ba yếu tố thận trọng chú tâm quan sát, phải không? Nhưng bây giờ thầy chứng minh này, thần trọng tức là giới, thần trọng tức là giới. Bởi vì á, khi mình thần trọng để hành động, thần trọng để nói năng, tức là giới, đúng không? Khi mình chú tâm, tâm mình không có tán loạn, đó là định, phải không? Tức là khi mình làm việc này là tâm mình hoàn toàn chú tâm vào việc này, chứ không tâm không có nghĩ lung tung chuyện khác. Như vậy tức là định, phải không? Và quan sát biết rõ là chỗ nào là giữa, chỗ nào đi qua đi lại thế nào, đâu đó đàng hoàng. Như vậy là tuệ. Như vậy á, cái việc làm mà vừa rồi mà của chị Mai đó là hoàn toàn thể hiện giới định tuệ. Mà giới định tuệ này đó gọi là tùy dùng giới định tuệ, tức là khi nào có ứng ra mới là dùng tới. Mà dùng á là tùy theo cái mức độ của mỗi cái mà nó dùng ra nhiều ít, là nó tùy nghi nó dùng. Ví dụ như khi lái xe mà lái trên cung đường rất là dễ dàng thì mình lái thoải mái hơn, phải không? Đi qua một cái chỗ mà nó queo, cống quẹo, hoặc là phải dè lui, hoặc là phải thế này thế kia đó, thì phải thần trọng chú tâm quan sát tự động tăng cao, đúng không? Vậy thì á, thầy nhắc lại này, trong từ tánh khi mình không còn bản ngã, mình hoàn toàn lặng lẽ, thì giới định tuệ vẫn có, dưới hình thức là sáng suốt, định tĩnh trong lành, đúng không? Nhưng mà khi đó mà mình có việc gì mình làm, ví dụ như thầy nói lên làm sửa cái bình hoa dùng, tức là có việc làm, thì liền phát ra thần trọng chú tâm quan sát, đó cũng là giới định tuệ. Cho dù đó có thể có một người ở đây chưa quy y, chưa có dự giới, chưa có biết giới định tuệ là gì cả, thầy chỉ làm như vậy họ vẫn làm đúng như thường. Cho nên thầy gọi rằng là cái giới định tuệ này là cái giới định tuệ có sẵn. Cũng như hồi nãy thầy nói là niết bàn này, có cái niết bàn có sẵn, giới định tuệ cũng có sẵn, tất cả các thiền pháp đều có sẵn, ác pháp cũng có sẵn luôn đó. Nhưng bởi vì mình thiếu giới định tuệ cho nên là nó cứ phóng ra cái gì đó thì nó phóng ra cái đó. Do đó, mà cái phóng ra này là do bản ngã, do bản ngã ảo tưởng như thế này, bản ngã ảo tưởng cho nên thế kia, cho nên nó mới tạo ra tham sân si. Thí dụ như bây giờ này, khi mà chị nghe làm và lên làm công việc này rồi đi về, thì trong toàn bộ cái khoảng thời gian mà chị làm đó, có đau khổ gì không? Không có đau khổ. Nhưng bây giờ giả sử như thế này, chị khởi lên ý nghĩ như thế này: tại sao cái ông thầy này ông lại không nói người khác lên, bắt mình lên? Thì lúc đó là cái tâm gì khởi lên? Tâm sân, phải không? Tâm sân, phải không? Tâm sân khởi lên thì liền lập tức có đau khổ. Như vậy khi mình làm một việc mà không có bản ngã thì từ nó là sáng suốt, định tĩnh trong lành, và từ nó ứng ra thần trọng chú tâm quan sát. Cái người mà biết thiền á, cái người mà đã biết được cái pháp thiền mà tới tận cùng rồi á, như Đức Phật chẳng hạn, thì Ngài nói rất đơn giản: chỉ cần trở lại mình nhìn thấy thân tòa tâm pháp đang như thế nào thì thấy như vậy thôi.
Tức là chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì từ bên trong mình nó đã có giới định tuệ sẵn rồi. Cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là một cái người tròn vẹn, trở về tròn vẹn với chính mình, hoàn toàn rộng rãi trong sáng, tức là không có bản ngã, xem bạn, thì lúc đó mới thực sự là hành thiền tuệ. Mà không phải tuệ, mà cả giới định tuệ, phải không? Đâu phải mình nói thiền tuệ không đâu, vì trong đó có cả giới, thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ, còn sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Thì như vậy đó mới thực sự có cái giới định tuệ hoàn toàn trong lành, trong sạch, thánh tịnh, phải không? Bây giờ thầy nói tới cái giới định tuệ thứ ba. Nhưng mà bây giờ này, hồi nãy giờ thầy nói rồi ha, nhưng bây giờ thế này, khi mà thầy đang giảng như thế này thì có người ở lại là nói chuyện. Mà nói chuyện thì tất nhiên là cái người đó không nghe được, mà người khác cũng nghe được, phải không? Giờ thầy mới ra một cái luật, đang nghe pháp, nghe thầy thuyết pháp không được nói chuyện. Như vậy gọi là giới chế định, không? Giới chế định. Hoặc là thầy nói là, rồi có người lại đi ra, không có nói gì cả nhưng mà lại đi ra. Mà thấy đi ra như vậy thì là không nghe được, cho nên thầy đặt thêm một cái giới thứ hai. Trong khi nghe pháp, thầy thuyết pháp ở đây không được đi ra. Ví dụ như vậy. Thế thì có thể có rất nhiều cái giới thầy đưa ra ngay trong tài trong cái buổi thuyết pháp này này. Nhưng mà giới đó là giới chế định. Giới chế định á là nó có tính chất là thời gian không gian nào cần phải đưa ra cái đó để cho nó tốt đẹp trong cái điều kiện không gian thời gian đó, gọi là giới chế định. Bây giờ thầy trong cái thời Đức Phật á thì quán một cái thời gian rất lâu là Đức Phật không có đặt giới định, giới rồi hết. Và quý vị thấy là năm vị kiều Trần Như nghe Đức Phật thuyết pháp, lúc đó chưa nói tới giới định về gì cả, mà năm vị vẫn có đắc đạo quả, phải không? Cái ông Yassa đó là ông là một cái công tử chơi bời. Thì một hôm á là ông thức dậy chơi bời rượu chè cả đêm rồi á, bây giờ tối ngủ, trong khi người ta đang đàn hát ra thì ông mệt quá ông ngủ quên. Ngủ quên thì mấy người kia họ thấy ông ngủ rồi họ cũng nằm ngủ la liệt hết. Không ai dám bỏ về. Bởi vì á, ông thức dậy cái không có làm sao, cho nên là mọi người nằm đó la liệt ngủ đó hết trơn. Thì khi ông nửa đêm ông thức dậy cái ông nhìn thấy mọi người nằm la liệt. Những người phụ nữ thì bởi vì người Ấn Độ thì mặc cái váy mà, cho nên hở hang rồi như thế. Nhưng mà khi đó ông lại thấy đó là giống như mấy cái xác chết. Thế tại sao mà ông lại thấy xác chết? Tại vì kiếp trước ông là làm nghề thiêu xác. Đó. Cho nên cái pháp đó, nó đến trong cái tự nhiên thôi, chứ không phải đều không phải không có hành gì cả. Trước đây đó là thiêu xác, cho nên bây giờ thấy xác. Bây giờ một trong lúc thức dậy một cái thì cái tâm nó đang trong sáng chưa có thấy gì cả, thì tự nhiên là thấy cái người nằm sau nó giống cái tướng mấy cái xác chết giống như hồi xưa mà mình để đó để mình thiêu. Thì ông mới thấy là sao mà nó bẩn chật, mà nó ràng buộc, nó chán nản quá. Thì ông mới lén lén, ông mới là lặng lẽ ông đi ra ngoài. Khi ông đi ra ngoài á thì Đức Phật ngài biết được cái tâm của ông này đã tới rồi, cho nên Đức Phật ngài mới đón đường bằng cách là ngài ngồi đêm trăng, ngài ngồi ở trên một cái gốc cây á. Thì ông vừa đi ông nói trời, cái thế gian này sao mà nó bận chật quá, thế gian này sao mà nó trói buộc, nó bận thiệu quá đấy, chán nản quá đấy. Thì Đức Phật ngài nói rằng là ở đây không có bẩn chật, ở đây không có gì trói buộc, ở đây không có gì là bẩn chật cả. Thì tự nhiên ông thực tịnh giống như một cái người mà đang ở trong một cái tình trạng mà chán nản như vậy, thì nghe Đức Phật đó thức tịnh thì đi đến đảnh lễ Đức Phật,
Thì Đức Phật Ngài nói đạo cái là ông đắc quả Tu Đà Hoàn liền. Thế thì ông có giữ cái giới định tuệ gì đâu, đã có cái giới định tuệ nào đâu, phải không? Nhưng bây giờ này, ông có sáng suốt định tịnh trong lành không? Không có làm sao nghe Đức Phật nói được. Tức là ông có sáng suốt định tịnh trong lành, phải không? Và khi Đức Phật nói thì ông vẫn thần trọng chú tâm quan sát nghe, phải không? Như vậy là ông có giới định tuệ rồi, đúng không? Nhưng mà đó là giới định tuệ từ tánh, không phải là giới định tuệ chế định. Quý vị nhớ này, nhớ dùng chút kỹ cái đó đấy. Không phải là giới định tuệ chế định. Thế cái giới định tuệ chế định á, ví dụ chế định hôm nay á, là thầy nói là trước thầy ngồi xuất pháp là không được ai nói chuyện à, thầy ngồi xuất pháp là không được ai đi ra, thì cái đó chỉ có giá trị từ đây cho đến nhiều lắm là 10:30 thôi. À, tại vì thầy thuyết xong là xong rồi, hết rồi, phải không? Cho nên cái chế định nó chỉ là có giá trị trong thời gian không gian nhất định thôi. Và mục đích á, là để mà làm cho an ổn cái đạo tràng, hay là an ổn tứ chúng. Cho nên Phật mới nói ở người cư sĩ thì năm giới, rồi nếu mà muốn tốt chút nữa thì 8 giới hay là 10 giới. Ai vô tu sa di thì 105 giới, ai muốn tu tỳ kheo thì 227 giới, tỳ kheo ni thì 350 giới, ví dụ vậy. Thì nếu mà nói mà giới nhiều hơn á, là tốt hơn á, thì tỳ kheo ni phải hơn tỳ kheo tăng rồi, phải không? Thế thì nếu mà cái giới giới chế định mà nhiều hơn á, thì nó sẽ là tốt hơn á, thì tỳ kheo ni sẽ hơn tỳ kheo tăng, bởi vì tỳ kheo tăng có 227 à, mà tỳ kheo ni tới 350. Nhưng mà cái đó là giới chế định. Thực ra trong giới chế định á, chế định càng nhiều lại càng thấp, đúng không? Chế nhiều càng nhiều thì càng thấp, bởi vì sao? Ví dụ này, bây giờ các vị có 2 đứa con, một đứa con thì nó khờ lắm, còn một đứa con thì rất thông minh. Thế thì á, đứa nào á, quý vị sẽ chế định giới cho nó nhiều hơn? Đứa khờ mới chế định giới nhiều hơn chứ. Còn cái đứa mà nó thông minh rồi á, không cần chế định nữa, nó biết. Nếu nó có đủ thần trọng chú tâm quan sát rồi thì nó sẽ biết cái nào đáng làm, cái nào không đáng làm, cho nó không cần chế định nữa. Mình á, không phân biệt được 3 cái loại này, cho nên đôi lúc á, là quá đặt nặng cái giới định tuệ chế định mà quên phát huy cái giới định tuệ từ tánh. Mà trong thiền á, thì giới định tuệ từ tánh, chứ không sử dụng tới giới định tuệ chế định. Tại sao biết không? Thí dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ vì mấy người đó họ là tin tưởng, họ là chỉ có đức tin thôi, chứ họ không có trí tuệ gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ tâm họ là cứ tham lam đủ thứ hết trơn. Thế thì bây giờ thầy nói rằng là niệm cái Phật A tên là tên A, niệm Phật tên B gì đó, Phật này là thương người dữ lắm, thế mà niệm Ngài á, Ngài cho vô số vàng bạc. Thế vì tham mà niệm, nhưng mà khi niệm như vậy á, thì dầu sao nó tâm nó không yên. Thế thì đó là chế định định, tức là cái định đó là định chế định thôi. Chứ còn bây giờ khi mà thầy nói lên bưng cái này đi qua đây, chú tâm vẫn là định rồi, thì cái định này là cái định từ tánh mình có ra, phải không? Thế nếu như mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình cũng là định như vậy thì cần gì mà phải niệm một ông Phật A, ông Phật B làm chi nữa, phải không? Cho nên á, cái đó chỉ là cái chế định định á. Tuệ cũng vậy, tuệ là cũng nói là tuệ là văn này, rồi tư này, rồi tu này. Nhưng mà trên thực tế là hồi nãy đó là vẫn quan sát rõ ràng, phải không? Tâm vẫn trong sáng, như vậy là giới định tuệ là hoàn hảo. Cái giới định tuệ hồi nãy làm việc này là hoàn toàn hoàn hảo. Thế mà mình lại không biết cái điều này để mà mình thiền hàng ngày. Nếu mình thiền hàng ngày bằng cái giới định tuệ hoàn hảo này đó,
thì quý vị không cần phải là nhớ tới cái giới định tuệ mà chế định gì cả. Thầy sẽ chứng minh. Có một vị tỳ kheo đó, ông đi đến một cái trú xứ đó, vì ai đi đến trú xứ đó hành thiền cũng đều là đắc đạo quả đi về hết. Cái vị này thấy như vậy thì mới tới cái trú xứ đó để tu. Nhưng mà khi tới cái trú xứ đó để tu đó, thì ông mới là bữa sáng ông thấy thèm đồ ngọt, ông muốn là chả phải gì có cái bánh ngọt ăn, là cái vị thí chủ đó đem cái bánh ngọt tới liền. Nói cái y mình nó bây giờ nó rất rất miếng rồi, mà không phải gì có ai bán cái y cái này, có cái gì bán cái đó là bà nó tới lấy y bá liền. Ông sợ quá, ông nói chết rồi, giới luật Đức Phật ngài nói nhiều quá, tới 200 mấy chục giới mình không có nhớ hết, mà bây giờ mình không biết là mình đã trong sạch giới nào hay là chưa trong sạch giới nào, thế thì bây giờ làm sao đấy? Là bà này là cái gì bà cũng biết hết trơn á, thế thì cái chết rồi, mình phạm giới gì là bà biết hết rồi. Cho nên ông sợ quá, ông về ông bạch Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn á, con sợ quá, con tới đó đó, tới cái bà mà thí chủ cái chùa đó đó, bà biết hết trơn, cho nên á giờ con làm sao? Mà con nhớ giới luật là con nhớ không hết, bây giờ con làm sao cho con cái cách gì sao? Con không tới đó nữa. Đức Phật nói không sao đâu, ông cứ tới đó đi. Thế bây giờ ông đừng giữ giới gì nhiều hết trơn, ông giữ một giới thôi. Ông chỉ cần là luôn biết mình thôi. Thì luôn biết mình không phải là đem cái mà thần trọng chú tâm quan sát ra để mà thấy mình thôi hết. Đi đứng nằm ngồi làm gì vậy? Bây giờ triển khai ra đó thì nó ra thành rất là tứ niệm xứ, ra thiền, ra đồ đủ thứ. Chứ trên thực tế đó, chỉ cần biết mình là được rồi. Bây giờ thầy đang nói là biết mình nói, lúc nữa lát nữa đứng dậy biết mình đứng dậy, cầm ly nước đưa lên uống thì biết cầm ly nước đưa lên uống, để xuống thì mình biết để xuống. Nếu như vẫn là trong sáng, vẫn là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên chứ không phải cố gắng gì hết trơn á, đem cái bản ngã ra mà thần trọng chú tâm quan sát là khác. Nhưng mà trong cái việc làm nó tự động nó thần trọng chú tâm quan sát đó, nó vẫn có đầy đủ giới định tuệ, mà là giới định tuệ trong sạch á, chứ không phải là giới định tuệ tâm thương đó. Thì rõ ràng Đức Phật đặt ra giới, nhưng mà Đức Phật ngài cũng biết đó là giới định tuệ, là chế định thôi, cho nên có giữ được cũng giữ được. Nói như vậy không có nghĩa là cứ phạm giới này. Bởi vì một cái người mà đã có giới định tuệ sáng suốt, định tĩnh trong lành và thần đồng chú tâm quan sát á, thì không bao giờ phạm giới nữa, không bao giờ phạm giới. Bởi vì cái chuyện đó chuyện nhỏ, cái chuyện mà giới định tuệ đó là chuyện nhỏ. Ví dụ như bây giờ thầy luôn luôn, cái tâm của thầy luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì thầy có niệm Phật làm gì không? Đâu cần cái định đó nữa, phải không? Thậm chí bây giờ thầy cũng cần phải văn tư tu gì cả, bởi vì nó đã có sẵn chế định tuệ, mình cứ việc là cứ ứng ra thôi, thế đâu cần văn tư tu gì đâu. Như vậy á, thầy có thể không cần tới giới định tuệ chế định mà vẫn là hành thiền, mà thậm chí là còn mau đắc đạo quả hơn. Như hồi nãy thầy nói, cái người mà cứ kẹt giới quá đó, mà cứ không định được tâm, mà kẹt cái định quá đó, bây giờ cứ lo niệm Phật không làm sao mà thấy pháp được, cho nên không được tuệ. Như vậy á, có khi cái giới định tuệ mà chế định á, nó còn cản trở cái giới định tuệ từ tâm của mình. Quý vị nghe cho rõ đó. Vậy thì tại sao mình không sử dụng cái giới định tuệ từ tâm của mình để mình hành thiền? Mà cái đó nó không lệ thuộc vào bất kỳ cái gì cả, ở kia ở đâu mình cũng ứng ra được hết, phải không? Và quý vị sẽ thấy là, quý vị cứ thử làm coi, quý vị sẽ thấy rằng là mình không ngờ rằng là cái pháp nó là tuyệt vời đến như vậy. Đó. Thầy đi giảng ở bên Úc, đi giảng ở bên Mã Lai, vừa rồi đi ra Hà Nội. Có những người đó, cho nên hồi thời xưa thầy hiểu là tại sao mà Đức Phật ngài thuyết pháp là có người họ đắc quả này quả kia. Cái bây giờ khi mà thầy thuyết pháp là có người họ vô được liền, tức là họ vào được cái tu đó đó.
Tức là bây giờ họ không cần gì nữa cả. Trước kia họ niệm chú, trước kia họ niệm Phật, trước kia họ hành thiền phòng xẹp phòng đồ gì, bây giờ họ không cần gì nữa cả. Bây giờ là cứ ngay nơi đây là mình hành thiền. Bởi vì á, như vậy á, mình có thể hành thiền đến tối đa. Còn ở 8 giờ tối nay mới là ngồi vô mới phòng xẹp. Thì còn bây giờ tới 8 giờ làm gì? Từ đây tới tới 8 giờ để mình làm gì? Mà trong khi nếu mình từ đây tới 8 giờ mình vẫn ứng ra được cái giới định tuệ từ tánh mình ra sẵn có thì tuyệt vời biết bao nhiêu, phải không? Cho nên nếu mà người nào vào được một cái thì nó quá khỏe. Mở ra được một cái, vào được một cái là khỏe liền, không cần làm gì nữa cả. Bây giờ biết rồi, nấu ăn cũng thiền, quét nhà cũng thiền. Và Đức Phật Ngài nói rất rõ, đi cầu đi tiểu cũng thiền. Nhưng mà không có nói thiền, mà sống, thầy dùng một cái từ là sống thuần pháp. Thầy dùng cái từ là tùy duyên thuần pháp. Tại sao tùy duyên? Tại khát nước mình mới uống chứ, không khát nước uống chi, phải không? Đến giờ mình mới đi nấu ăn chứ, đó là tùy duyên. Áo dơ rồi mình mới giặt chứ, đó là tùy duyên. Nhưng mà khi tùy duyên tất cả những pháp đó thì mình một là mình cứ lặng lẽ trong sáng để cho cái tánh thấy biết nó từ ứng ra sáng suốt định tĩnh trong lành, mà mình không cần làm gì hết trơn. Đừng có xen cái bản ngã vào. Lúc đó xen cái bản ngã vào nó cũng tật thêm nữa. Còn tự nhiên á, mình tới đến cái chỗ đó, mình thấy cái chỗ đó, vô cái chỗ nó để lấy nước thì tự nhiên thấy nước lai láng, thì tự nhiên mình lấy khăn mình lau nước chứ. Còn bởi vì mình tới đó cái bị cái nước nó làm cho mình trợt chân một cái, thế thì bây giờ mình lấy khăn mình lau nước, thì cái đó là tùy duyên, phải không? Mà khi tùy duyên như vậy mình làm tất cả những cái đó, mình ứng ra cái sáng suốt, cái thần đồng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là mình thiền, thiền trong mọi lúc mọi nơi mà không có bản ngã. Còn bây giờ mình ngồi suốt cả tiếng đồng hồ mà cứ đem cái bản ngã ra mà muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn bỏ cái này đi, muốn được cái nọ, thì không phải là rơi vào tham sân hay sao? Rơi vào cái bản ngã tham sân, rơi vào cái bản ngã tham sân thì như vậy sao gọi là đạo đế? Không có đạo đế làm sao mà có diệt đế? Mà rơi vào tham sân tức là tập đế. Mình nói tu mà hóa ra là mình đang làm một cái việc đó là thực hiện tập đế để mà đạt đến cái sinh tử, cái phiền não khổ đau. Thầy nói như vậy các Phật tử có thắc mắc gì không? Ai còn thắc mắc gì không? Bởi vì cái này thực ra nó, nếu mà ở trong thâm tâm các vị đừng có một cái chướng ngại gì cả thì quý vị sẽ thấy điều này rất dễ dàng. Tại vì mình có một cái quan niệm là giới định tuệ kiểu khác sai rồi, sao rồi đó, bây giờ nghe không được nữa. Đã từng mình hành cái pháp này pháp kia gì đó, bây giờ quen rồi, bây giờ hãy ngồi lại cái không thể nào sáng suốt định tĩnh trong lành được nữa, mà là phải đi vô cái pháp đó. Thành ra mình bị lệ thuộc vào một cái gì đó. Mà Đức Phật Ngài nói trong cái kinh Tứ Niệm Xứ rất rõ, Anissito Viharati, tức là sống không nương tựa. Sống không nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ cái gì, kể cả một phương pháp thiền. Anissito Viharati Na kinh chi loke upadiyati, na kinh chi loke upadiyati, tức là không dính mắc bất kỳ điều gì trên đời. Thí dụ như bây giờ hồi nãy chị Mai lên làm cho thầy cái việc là để cái bình hoa để ở đây rất đàng hoàng chính xác, rất là tốt. Chị có dính mắc gì không? Có nương tựa gì không? Vậy thì toàn bộ cái đoàn đó, đó là một đoàn niết bàn. Cái đoàn mà làm đó là niết bàn, không có bản ngã này. Chỉ làm theo tánh biết chứ không là không có bản ngã này. Không hề có khởi tham sân si này. Đó. Mà làm cái việc này một cách hoàn chỉnh này. Đó là thiền cao nhất, không có thiền nào hơn nữa. Thế nhưng mà bây giờ mình không phát huy cái này mà mình lại rơi vào một cái thiền nào đó để ngồi tính toán trở lại, rơi vào một cái thiền đó
ngồi để cố gắng để mà định tâm lại, cố gắng để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì là vẫn rơi vào cái tham sân của bản ngã. Vô tình trong cái lúc mà vô ngã đó, lại cái lúc đó lại tốt nhất. Có phải không? Quý vị có thấy ra điều đó không? Chính cái lúc đó lại là cái lúc tốt nhất. Rồi cái mình bỏ cái mất cái tốt nhất đó đi, để mình lại trở lại cái lăng xăng của cái bạn ngạ, muốn tìm cái này, muốn tìm cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ. Nghĩa là rơi vào cái bạn ngạ tham sân si. Quý vị phải là chiêm nghiệm cái điều này cho thật kỹ, phải lắng nghe, phải quan sát lại mình cho thật kỹ. Nếu không phát hiện ra được cái bạn ngạ mà nó cứ lăng xăng, nó cứ thúc đẩy mình. Tại sao gọi là kiết sự? Kiết có nghĩa là trói buộc, sự có nghĩa là sai khiến. Cái bản ngã nó cứ là trói buộc và sai khiến mình mà mãi lăng xăng, mình cứ đi tìm cái này, tìm cái kia. Mà trong lúc đó, chính cái lúc mà mình buông ra, mình làm một cái việc rất đơn giản nhất, thì lúc đó lại là rất tuyệt vời. Đức Phật đâu có nói là bản ngã là cái chỗ đó nó sung sướng vô cùng, đâu có nói như vậy. Mà Ngài chỉ nói là bản ngã là không còn tham sân si. Chứ đâu có nói là cái chỗ đó là sung sướng vô cùng. Sung sướng là tham, tham mới muốn được sung sướng. Chứ còn á, ngay cái lúc mà mình bình lặng nhất đó, thì Đức Phật Ngài nói là santi, cái tâm đó đó, cái tâm đó gọi là tâm santi. Santi paramang sukhang. Santi là cái hạnh phúc tối thượng. Đó. Thật ra cái đó mới là hạnh phúc tối thượng. Chứ bây giờ mình muốn được một cái an lạc, rồi mình mất cái an lạc, rồi mình tiếc, rồi mình cố gắng làm được cái an lạc trở lại, thì không phải là mình luân hồi sao? Mình cứ bị cái sai sự, bị trói buộc và bị sai sự. Thế tại sao mình không thoát ra cái trói buộc sai sự đó, mà lại thoát ra rất dễ? Thoát ra bằng cách buông đi, để cho cái tánh thế nó sẽ tự ứng ra cái sáng suốt định tĩnh trong lành, từ thần trọng chú tâm quan sát, và nó sẽ từ santi paramang sukhang trong đó. Mình á, bỏ cái dễ để tìm cái khó. Niết bàn thì có sẵn mà mình bỏ đi, không có biết, mình là cứ chạy đi tìm. Nhưng mà hễ còn chạy đi tìm thì không bao giờ thấy được niết bàn. Bởi vì niết bàn là cái có sẵn, mà hễ mình càng chạy đi tìm tức là càng không thấy. Phải không? Càng chạy đi tìm thì càng xa niết bàn. Thì câu hỏi mà chúng ta cần phải tự nhắc nhở mình đó, là ai? Ai lăng xăng đi tìm như vậy? Đó chính là cái câu hỏi mà Đức Phật Ngài đã dạy trong cái bài kệ mà khi mà Ngài vừa thành đạo xong đó, thì Ngài nói bài kệ đó. Ngài nói là lăng xăng đi, Ngài là đi lang thang đi tìm cái người thợ làm nhà mà tìm không ra. Nhưng bây giờ đó thì Như Lai đã phát hiện ra được cái người thợ làm nhà rồi. Bây giờ người thợ làm nhà cũng còn cách gì để mà có thể là thực hiện được cái chuyện mà xây ra cái ngôi nhà được nữa, bởi vì Như Lai đã bẻ gãy hết rồi đó. Thế thì bây giờ chúng ta cũng làm cái công việc của Đức Phật, đó là công việc nhìn lại mình để xem thử là cái bản ngã lăng xăng mà cứ tào tác cái này cái kia, nó xuất hiện lúc nào, nó làm điều gì. Chỉ cần như vậy thôi, chứ còn pháp á, thì nó đã tự hoàn chỉnh rồi. Mình cần phải làm gì cho pháp hoàn chỉnh cả. Chỉ hết bản ngã, không còn bản ngã nữa, thì pháp sẽ tự hoàn chỉnh. Có ai hỏi gì không? Còn có 5 phút nữa thôi. Là con tự xét là con, ví dụ như trước đây thì con tu theo sơ thiện tâm của ngài Hữu Tâm, rồi sau đó con tu tứ niệm xứ ngài Diên Niên, rồi sau đó con đi học lên thiền của những người này người kia. Thì con nhớ là lúc đó con đang đọc cái cuốn kinh của ngài Thích Minh Châu cũng nói về thiền, thì ngài Diên Niên là nói cô tu theo cái kiểu cắt kè đó thì không có cái gì, không có thành công được. Như vậy thì như lúc nãy thì sư nói rằng
mình phải thiền tự tánh, tức là tự cái giới định tuệ tự tánh cách ra. Thì vậy con sẽ về con thực hiện, cũng như là cái khóa thiền mùa đông hồi năm ngoái của sư Thánh Thủy thì về cũng dạy là cái thiền tha thứ, con cũng về con thực hiện. Thì như vậy có phải là con tu theo cái hạnh cách kè của mình hả? Cái hạnh cách kè mà ý ngài nói đó, tức là mình đi hết phương pháp này qua phương pháp nọ. Nếu như mà mình chưa có thông suốt, ví dụ bây giờ thầy nói như thế này mà ai thông suốt được á, thì người đó khỏi khỏe rồi. Chiều nay thầy có gặp một người ở bên Úc về này, tức là họ đi hành thiền khắp nơi. Ban đầu thì họ theo bên Bắc Tông, hành thiền bên Bắc Tông là đủ thứ. Sau khi mà thấy bên Bắc Tông hành thiền cũng không được rồi thì họ theo Nam Tông. Khi Nam Tông rồi đi thiền, đi Thái Lan, Miến Điện, đi rất nhiều nơi. Đến khi thầy qua giảng cái rồi á, cái gì đó chị mừng quá, chị bỏ hết tất cả. Bỏ hết tất cả, bây giờ con biết rồi. Giờ con chị sống là lúc nào là con sống ngay đó. Bởi vì hồi nãy thầy đã nói đó, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Chị có pháp hiện tại tùy quán chính là đây. Thì lúc đó bây giờ chị có mình thân thọ tâm pháp ngay tại đây và bây giờ thôi. Chứ đâu còn có gì nữa đó mà làm đó. Thế nhưng nếu mà mình vẫn chưa thông suốt được, chưa vào được, thầy dùng từ vào đó rồi là nếu mà chưa vào được thì đành phải là đi theo một phương pháp. Nhưng mà theo thầy là thế này, đi theo phương pháp để khám phá, để khám phá thôi. Khám phá tức là người này nói cái này thì mình làm thử coi thử là nó ra tới đâu, người kia làm cái kia, bởi vì Đức Phật ngài cho phép mà. Đức Phật ngài cho phép thế này, bây giờ đừng có tin ai nói hết rằng á, bây giờ ngay thầy nói rồi đừng có tin gì hết á, bỏ đi. Ai vào được thì vào, không vào được thôi, được không, đừng có tin thầy. Vì tin thầy cái rồi là làm theo mà làm không đúng rồi nó tật. Cho nên á, bây giờ khám phá, quý vị thử làm như thầy nói, có thử ra sao. Mà nếu mà cái căn cơ của mình nó chưa được thì cứ thôi, căn cơ nó chưa được thì thôi đó. Và mình cứ khám phá thì là mình sẽ, khi mình khám phá nó khác với cái mà mình đi hành theo, mình đi theo khám phá là để mình qua cái đó mình nhận thức ra được cái điều gì. Còn làm theo á, tức là mình cứ là bài bản người ta làm sao mình cứ làm đấy. Thì khi mình theo cái bài bản làm sao làm đấy á, thì cái đó là mình bắt chước. Còn khi mình khám phá là khác, khám phá tức là mình xem có thể mình thấy ra được trong đó sai, có thể thấy ra được trong đó đúng. Thì thầy á, bây giờ thầy nói riêng về cá nhân thầy này, cá nhân thầy á là không có pháp nào mà thầy không tu cả. Gần như nói thiền định là thầy tu thiền định, mà kể cả những cái pháp bên Bắc Tông thầy cũng làm thử, cũng làm thử làm sao mình hiểu mình nói người ta. Thiền ung tám thầy cũng làm, thầy nào thầy cũng làm ấy. Nhưng mà nói chung là cũng nhờ là mình có cái tánh sáng suốt định tĩnh trong lành nó có sẵn, cho nên cái nào thầy làm một thời gian ngắn là thầy phát hiện ra cái giới hạn của nó chưa phải là cái mà rốt ráo, chưa phải là cái mà khi mình vào được thì nó là thông dong tự tại, mà cái nào mình cũng phải bị ràng buộc cái này, không phải là ràng buộc cái kia. Mà hệ cái gì đã có ràng buộc thì cái đó nó chỉ đến một bước nào đó thôi. Nó như vậy, nguyên tắc là như vậy. Thí dụ như bây giờ cái người đó họ mở ra cái lớp anh văn, cái lớp anh văn đó nó chỉ là dày tới cái bằng A, bằng B, bằng C gì đó thôi. Còn anh văn mà muốn thật sự giỏi đó thì mình phải là nói chuyện, tiếp xúc với mọi người, mình phải đọc sách đồ rất nhiều thì cái đó mới được. Lúc đó là không có cái giới hạn nào cả. Còn cái giới hạn, cái học đó nó chỉ ở trong một giới hạn nào đó thôi. Vậy thì nếu mình học để mà khám phá, để học thì được. Còn nếu mình theo cái này rồi một hồi mình chạy qua cái khác, mình theo cái khác rồi mình theo cái nọ, thì lúc đó nó sẽ phát sinh ra một cái chuyện là mình theo cái này rồi mình phản bội cái này, mình theo cái kia rồi mình phản bội cái kia. Mà lúc đó thì cái ý ngài mà nói cái kè đó ở đấy đó, tức là cái gì cái cũng là làm mà không nắm vững được cái cốt lõi. Thực ra đó, nếu mà nói là đúng cái con cái kè lại tốt, bởi vì nó biết tùy duyên nó ứng.
khi ở đây chỗ cái cục đá màu này thì nó biến thành màu này, khi nó ở đây cái cục cái màu này thì nó biến thành màu này, thì cái đó là nó biết tùy ứng như vậy, thì là nó trong cái bản năng của nó là rất tuyệt đó. Nhưng mà ý ở đây ngài nói rằng là cứ bất chấp cái này là hết, bất chấp cái kia hết, mà không thấy ra một cái nào đó để làm. Nhưng mà thầy á thì thầy nói thế này, thầy lại nói có vẻ hơi ngược ngài một chút, nhưng mà thực ra ý thì cũng giống nhau thôi. Theo thầy là đừng nên theo một pháp nào cả, khám phá thì được nhưng mà không nên theo một pháp nào, bởi vì khi mình kẹt vô cái pháp đó rồi đó, lỡ có cái pháp hay hơn đó, mình không bỏ được, mà hễ mình cứ vô ngồi một cái đó, thì là bây giờ mình cứ kẹt vô cái đó, phải không? Khi mình đã từng quen cái kiểu đó rồi đó, bây giờ hễ mình ngồi vô là nó vô kiểu đó, vậy là coi như mình bị kẹt rồi. Mà Đức Phật ngài đã nói đó, không nương tựa, không dính mắc bất kỳ điều gì trên đời. Nhưng mà cái mà bây giờ này, thầy mới hồi nãy nói đó, cái chuyện mà lên làm cái này cho thầy đó, vừa vô ngã này, mà vừa đâu có dính mắc gì đâu, mà vẫn làm tốt, vẫn làm hoàn chỉnh, làm xong rồi bỏ, làm xong rất tốt, nhưng mà làm xong rồi bỏ chứ đâu có dính gì đâu, phải không? Nếu như chúng ta làm tất cả mọi chuyện trên đời này mà cũng giống như vậy đó, thì giải thoát giác ngộ rồi, chứ còn gì nữa, phải không? Có đúng không? Đó, vậy tôi bây giờ hết giờ rồi thì chúng ta ngừng ở đây. Sẵn thầy đọc phúc chúc luôn để cho các vị hồi hướng luôn. Phật Sambha Mangalang Rakhandu Sambha Devatang Sambha Bhunta Anupavena Sadasonti Pavantu Te Pavatu Sambha Mangalang Rakhandu Sambha Devata Sambha Dhamma Anupavena Sada Sonti Pavantu Te Pavatu Sambha Mangalam Rakhandu Sambha Devata Sambha Sangha Anupavena Sada Sonti Pavantu Te Pavatu Sambha Mangalam.